Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hot Nan Khuê hạ sinh quý tử ông xã John Tuấn Nguyễn Hạnh Phúc, khoe ảnh tiết lộ tên con trai của mình. Nan Khuê hạ sinh bé trai đầu lòng bụ bẫm đáng yêu. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi, vợ chồng siêu mẫu Nan Khuê John Tuấn Nguyễn đã chào đón đứa con đầu lòng của mình trong niềm hạnh phúc sung sướng vỡ òa sau khi chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội. Gia đình nhỏ của Nan Khuê đã nhận được nhiều lời chúc mừng của người thân, đồng nghiệp và các khán giả hâm mộ. Ông xã Nan Khuê khoe ảnh con đầu lòng và chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu được làm bố. Trước đó, ông xã của Nan Khuê từng chia sẻ trên Facebook rằng muốn đặt tên con trai là Con No Sài Gòn Nguyễn, nên không ít fan chắc chắn con đầu lòng của Hoa Khôi Áo Dài 2014 là một hoàng tử bụ bẫm và vô cùng đáng yêu. Ngay sau khi chào đời, em bé đã nằm gọn gàng và đầy bình yên trong vòng tay của bố mẹ. Trước đó, ông xã Nan Khuê đã úp mở việc đặt tên cho con trai là Con No Sài Gòn Nguyễn. Chúc mừng vợ chồng siêu mẫu Nan Khuê, John Tuấn Nguyễn đã đón đứa con đầu lòng chào đời. Thật khỏe mạnh và niềm hạnh phúc còn viên mãn hơn khi mẹ tròn con vuông. Hy vọng rằng gia đình nhỏ của Nan Khuê sẽ luôn yêu thương, gắn bó và hạnh phúc ngọt ngào bên nhau. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.